quý vị các bạn, hôm nay thành phố Sa Đéc một chiều mưa ngày 20 tháng 10 2024 thì chợ trái cây lúc này trời cũng đang chuyển mưa Sa Đéc nha quý vị. 20 tháng 10 2024 thì quý Thịnh xin chia sẻ một cái cảnh bà con mua bán trời mưa gió mưa lâm râm. Cái hướng này là đường Nguyễn Xuân Sắc, anh xin review lại cho quý vị xem nha. Đây là cổng Nam nè, cửa Nam thành phố Sa Đéc nè, chạy vô trong nha. Thì mưa bà con rất vất vả lắm nha quý vị, mấy người bà con mua bán vất vả, mít vất vả lắm, trời buổi khó khăn, bán nhiều hơn mua. Trời mưa gió quá. Đang chạy về về cửa Bắc nè. Bây giờ xanh có 15 ngàn. Bây giờ xanh bự thì 20. Trời mưa gió. Đây Sari nè. Bây giờ xanh 25 ngàn. Hấu bà con. Trời mưa gió. Rẽ về hướng Chôm Chôm nữa, Chôm Thái luôn, dưới mưa, đây là giấy bông cam, này chạy về hướng chợ thực phẩm. Hai mươi tháng 10 2024 như quý vị, bữa nay là lễ phụ nữ hay gì? Hướng này lại là chợ thực phẩm nè, bây giờ mình chạy ra nè, chạy vòng ra nè. Trời mưa gió, trái cây thì nhiều lắm nhưng mà giá cả thì tùy theo mùa. Cái này là xài keo hay cái gì. Trời. Đang nằm chợ cổng Bắc nha, đây cũng có bán túi đầy đủ. Hướng đi ra nè, hướng này đi ra đường Nguyễn Sinh Sắc nè, ra chỗ cầu Hòa Khánh này nè. Sở Thái, Sở Thái. Số nè quý vị. Trời mưa gió. Hai mươi tháng 10 2024 nha quý vị. Hướng này đi ra đường Nguyễn Sinh Sắc đối diện với đường Đinh Tiên Hoàng,
thơm thế. Một cây da 40 tuổi trước mặt. Bòn bòn. Bòn bòn. Bao ngọt luôn hả cô? Đang bao ngọt luôn phải không? Đó thì Quốc Thịnh quay chạy vô một vòng đó. Tôi đến đây video xin được tạm dừng nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Bye.